với việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch năm 2017, Hội Phụ nữ huyện Lâm Hà đã triển khai thí điểm cuộc vận động đến thị trấn Đinh Văn và hai xã của huyện, bước đầu đã đạt được kết quả ngoài mong đợi. Qua đó, hội đã phát huy tốt vai trò của tổ chức hội trong mọi hoạt động, phong trào. Ghi nhận sau tại một xã điểm đã làm tốt cuộc vận động này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đến với xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, chúng ta dễ dàng bắt gặp những con đường liên thôn, liên xóm, đổ bê tông kiên cố, sạch đẹp và thoáng mát như thế này. Hai bên đường, con đường trồng hoa cỏ lạc, càng làm tôn thêm nét mộc mạc của một vùng quê. Đây chính là một trong những tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Hà phát động đến từng thị trấn, từng xã thực hiện từ năm 2016 đến nay. Riêng xã Tân Hà được chọn về đích xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017. Do vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hà đã triển khai nhiều nội dung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát động các phong trào thi đua, trong đó có cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tức là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Huyện Lâm Hà hiện có hơn 18.000 hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại 16 cơ sở hội, thị trấn và 192 chi hội phụ nữ. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ huyện đã tập trung triển khai các hoạt động, phong trào thi đua và đem lại hiệu quả, gắn kết tình cảm chị em với các chi hội với nhau, như phong trào thể dục thể thao, cùng giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng mô hình tổ liên kết. Và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch cũng là một trong những hoạt động được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đánh giá cao tại các xã được chọn làm điểm, trong đó có xã Tân Hà. Ba đơn vị để chọn làm điểm ra mắt cái khu dân cư kiểu mẫu thực hiện 8 tiêu chí xây dựng gia đình 503 sạch thì như là xã Tân Hà thì năm nay là về đích nông thôn mới thị trấn Đinh Văn thì cũng được chọn là về đích đô thị kiểu mới. Thế và xã Nam Hà thì thực hiện theo cái ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ đấy, không những chị em phụ nữ mà cả nam giới cũng hưởng ứng cái phong trào rất là tốt, cho nên là hội phụ nữ qua khảo sát cùng với hội phụ nữ xã Tân Hà thì đã chọn thôn Phúc Thọ 1 để làm điểm cái mô hình khu dân cư kiểu mẫu này trong cái năm 2017 để góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới với xã để về đích năm 2017. Từ nay đến cuối năm thì chủ yếu chúng tôi tập trung về xây dựng, tức là cái mô hình phát triển kinh tế, đó là xây dựng tổ hợp tác và tổ liên kết và các cái phong trào thi đua, nữa là cái phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, thế và cái phong trào văn hóa thể dục thể thao để tổ chức cái giải bóng chuyền nữ tại huyện và tham gia cấp tỉnh để chào mừng cái kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Lâm Hà. Khi chưa có cuộc vận động, các hội viên hội phụ nữ cũng như bà con của xã Tân Hà vẫn chưa ý thức được việc làm của mình. Tình trạng mất an toàn trật tự xã hội cũng diễn ra. Đường làng ngõ xóm không được quan tâm. Thế nhưng, từ khi cuộc vận động đi vào thực tiễn, thì kết quả cho thấy rõ nét. Với việc phát triển thêm 14 hội viên trong năm 2017, nâng tổng số hội viên toàn xã lên trên 1.300 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 11 thôn, số hộ gia đình thuộc diện nghèo chiếm khoảng 0,5%. Gần 30 hộ gia đình phát triển kinh tế theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, trên diện tích gần 4 hecta. Tình trạng mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội không xảy ra. Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. 100% hộ gia đình không sinh con thứ ba trở lên. Điều này giúp người dân yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế trên vùng đất Tân Hà. Quả này là nó quả ra trước, quả ra sau. Qua cuộc vận động thì chúng tôi đã tuyên truyền được chị em rồi phát động phong trào rồi 503 sạch đường làng ngõ xóm, rồi ba cái tiêu chí làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua các chương trình như thế thì tôi cũng thấy là mang lại hiệu quả cho bản thân tôi và các chị em cũng cảm thấy là rất là hài lòng về những cái tiêu chí như thế. Và trong ban thôn xã đề ra thì chúng tôi sẽ chấp hành, làm từ từ thì sẽ cũng sẽ hoàn thành để là đạt chỉ tiêu. Đối với cái phong trào 503 sạch của hội phụ nữ phát động là sạch từ ngoài đường, sạch vào đến bếp, thì đối với bản thân tôi làm dưới nam, tôi thấy cái phong trào này nó rất thiết thực đi vào cuộc sống của từng hộ gia đình ở thôn. Thì tôi là nam, thì tôi tham gia cũng đắc lực cùng với chị
chi hội chị em phụ nữ ở thôn để làm cho tốt và duy trì tốt cái mô hình 503 sạch này, để sao mà nó thay đổi cảnh quan môi trường và đời sống thì phải xanh sạch đẹp. Như vậy, việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch năm 2017 tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà đã thể hiện rõ nét chương trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong thực hiện 8 tiêu chí đề ra. Tuy nhiên, để cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đi vào chiều sâu và lan tỏa đến từng chi hội cơ sở, thị xã Tân Hà còn tập trung thực hiện tốt hơn nữa 3 tiêu chí. Đó là về củng cố mạnh mẽ hệ thống chính trị, y tế cần tham gia tốt bảo hiểm xã hội và đẩy mạnh công tác môi trường tại khu dân cư. Điều này không chỉ giải quyết trong một sớm một chiều, mà cần có sự chung tay, chung sức và đồng lòng từ các ủy đảng, chính quyền địa phương, hội phụ nữ xã và người dân xã Tân Hà. Có thể thấy, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch tại huyện Lâm Hà đã thực sự đi vào cuộc sống và đem lại hiệu quả đối với từng cán bộ hội viên, hội phụ nữ tại nơi đây, đã góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương ngày một phát triển.